Cô xin chào tất cả các con đến với tiết tập đọc hôm nay. Trước khi vào bài học, cô mời các con quan sát tranh vẽ sau và đón xem trong tranh có những con vật gì nhé. À, các con thấy trong tranh vẽ cò, đây là cò và cuốc. Cò và cuốc đang trò chuyện cùng nhau. Thế cuộc trò chuyện đó là gì? Các em cùng tìm hiểu qua bài Cò và cuốc, sách tiếng Việt lớp 2, trang 37. Cô mời tất cả các con mở sách và lắng nghe cô đọc. Cò và cuốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ buồn bánh bệnh hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời: khi làm việc ngại gì bệnh hở chị? Cuốc bảo: em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời: phải có lúc vất vả lội bùn, mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao, còn áo bẩn muốn sạch thì có gì? Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Theo Nguyễn Đình Quảng. Để đọc tốt bài này, các con lưu ý, khi đọc phải thể hiện rõ lời các nhân vật trong bài. Chẳng hạn như lời của cò thì chúng ta phải đọc với giọng dịu dàng, vui vẻ. Lời của cuốc thì đọc với giọng ngạc nhiên, ngây thơ. Bài đọc trên được chia làm hai đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến hỡ chị. Đoạn 2 là phần còn lại của bài. Khi đọc đoạn 1, các con lưu ý, chúng ta phải ngắt nghỉ hơi sau dấu câu và lên giọng cuối câu hỏi. Các con lắng nghe cô đọc. Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ buồn bánh bệnh hết áo trắng sao? Khi làm việc ngại gì bệnh hở chị? Ở đoạn 2, các con lưu ý ngắt nghỉ hơi trong các câu sau. Câu thứ nhất, chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau những dấu phẩy, dấu câu và nhấn giọng từ trắng phau phau và từ khó nhọc. Các con lắng nghe cô đọc. Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Câu thứ hai, trong câu này các con hãy lắng nghe cô đọc và cho cô biết chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau tiếng nào nhé. Phải có lúc vất vả lội bùn, mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. À, như vậy trong câu hai, các con lưu ý chúng ta phải ngắt nghỉ hơi sau tiếng buồn và nhấn giọng từ thảnh thơi bay lên trời cao. Các con lắng nghe cô đọc. Phải có lúc vất vả lội buồn, mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Như vậy cô vừa hướng dẫn các con đọc câu dài. Sau đây cô hướng dẫn các con đọc một số từ có âm vần dễ lẫn nhé. Lội ruộng. Ở đây các con lưu ý cho cô âm đầu R. Vất vả. Lưu ý cho cô vần ất ở âm cuối tờ. Bụi rậm. Ở đây các con lưu ý vần âm và cả âm R ở tiếng rậm nhé. Dập dờn. Các con lưu ý cho cô âm đầu giờ. Các con lưu ý nghe cô đọc lại và đọc theo cô. Lội ruộng, vất vả, bụi rậm, dập dờn. Tiếp theo, cô và các con cùng tìm hiểu một số từ khó hiểu nhé. Cuốc là loài chim nhỏ, sống ở bụi cây gần nước. Chỉ bay là đà mạch đất, thường kêu cuốc, cuốc. Trắng phau phau là trắng hoàn toàn, không có vệt màu khác. Đây các con thấy, bộ lông của chú cò thật là trắng. Người ta dùng từ trắng phau phau để tả về bộ lông của chú cò.
Các con hiểu từ trắng phau phau chưa nào? Thảnh thơi là nhàn, không lo nghĩ nhiều. Như vậy các con thấy qua bài đọc ngày hôm nay, các con rút ra được bài học gì? À, câu chuyện cho chúng ta phải biết chăm chỉ lao động, vì có lao động mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có lúc được thảnh thơi. Giống như trong học tập, nếu các con chăm chỉ học bài, làm bài thì kết quả học tập của các con sẽ tốt hơn. Các con nhớ không nào? Về nhà, các con đọc lại bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và làm phiếu bài tập nhé. Cô xin chào tất cả các con.